Nhưng nhà miếng xong mà lại như giấy lý, một phân hai xong liên, hay như thế nào. Cái xong này đến như thế nào, nó không bị đọc biết thưa ca và thực căn thể bỏ tại miếng nó bị ta vậy. Để pha nó bị ta không bằng chị. Để miếng nó không nên spec, system đọc bị ta, đọc bỏ lên đi bí, nâng nên spec. System đọc bê tạ, nâng anh chưa ở phần, vẫn còn bao nhiêu nó còn hành vi đọc biết. Chúng là object data comment là mấy return và máy đại khái mình dựa vào data writer trong coi như là vòng hai pi được biết pra parameter chỉ muốn object data comment mình được biết pra store processor chỉ muốn data comment object nó mới đến nên nhà sản phẩm pi ở với cái chia data comment object mục nghĩa có data comment object đọc hết này mesor chịu được có data comment object ở ngoài tới chia data writer chỉ ca pra parameter thì mua data của mình ca pra store processor thì mua data của mình mua ở ngoài tới chia data của mình là chỉ nó không ado.net biến class của mình đi một cách cứ class ODB của mình nâng class actual của mình để biến tua này đi bằng cả nơi để ta mình sẽ làm thưa ca insert update delete select chỉ mỗi để ta được chỉ mỗi nâng để ta sọt ba nói to nói mình cho các để ta after net ai ra object để ta của mình mà vậy user actual statement through server script store processor nâng function ai nè ai cho tôi do ra bằng thao bằng to pi cho chia đầm máy có mình chôn từ ao ý nặng thế hoàn toàn rứ tầm đốn chia sầm lung này rau bị sò ai mình chôn tôi đi từ nó object data writer pi mục kia là bo data không phải object object data của mình cứ ăn gì nha ai nè ai đầm ná cá đi đi ở data division metric của mình đôi chia bằng cách create thẻ bó lớn thẻ bó nâng look draw thẻ bó statement nè có ai ta đi phòng này sẽ đọc look store procedure nâng function procedure ai miễn nữ lơ data base server còn cái nè ai cũng cụ bia bàn rút ra để lộ nè miễn sức permission. Nè ai ra ra làm bây statement đôi chia select insert update nâng delete tất cả người ta so bạch tỏa nè ai an thầm này đòi tỏa đòi ra ra class để ta lại đỡ chùm nuôi ở ca để xa thầm này nó để ta set miễn này ha rồi parameter data writer cứ biết trời tạm bay ra ra chi comment thưa ca chủng với data so đôi đại dương ba miền rộng lớn thì quân sầm bạc bỏ kia chi chủng hiền và hôm nay tôi bằng cá thằng này sân là viếng application và bọn này chỉ mua data so chia một sân mình có bọn này ai ra một thế địch chung mấy so và với là bay thưa ca kia nhà mùi vậy ca pra pra actual command actual command cứ chỉ pra mới đánh thất trong system đọc data đọc actual command relate namespace viết rơi ban pra sản phẩm bằng cáp object data command để ai ai nè rơi bằng nơ roa thi actual statement rư store pro center ca actual server data bệnh từng rung tí mùi actual command comment object và có value actual comment string cmd text actual connection connection object và có comment object và có dot x do not worry.